Một bản tin khác cho hay là Uber sắp được phép hoạt động ở Sao Paulo của Brazil, tin từ Sao Paulo Brazil cho biết, thị trưởng thành phố Sao Paulo lớn nhất quốc gia Nam Mỹ này cho hay sẽ công bố các quy định mới về việc điều hành công ty dịch vụ vận chuyển nội ô, trong đó có Uber thay vì ủng hộ các nhà lập pháp Brazil ban hành lệnh cấm Uber hoạt động. Thị trưởng là Fernando Haddad tuyên bố trong cuộc họp báo rằng thành phố này sẽ thành lập một công ty taxi mới gọi là Taxi Đen. Tương tự, trong đó có đoàn xe của Uber và sẽ cấp 5.000 giấy phép hoạt động. Ông Fernando Haddad nói rằng tất cả các loại taxi trắng và đen đều có thể sử dụng ứng dụng điện thoại di động và các loại xe taxi đen phải hội đủ một số đặc tính hoạt động như là phẩm chất, sự hữu hiệu và sẽ phải hoạt động thông qua ứng dụng điện thoại theo sự chọn lựa của tài xế lái xe. Hồi đầu tháng này thì hội đồng thành phố Sao Paulo đã bỏ phiếu ra lệnh cấm trả tiền cho loại xe sử dụng ứng dụng điện thoại di động như là Uber vì các cuộc biểu tình phản đối Uber, quy tụ hàng ngàn tài xế taxi. Quyết định của ông Fernando Haddad có tác dụng tức thì nhằm hủy bỏ lệnh cấm trước đó đã hạn chế hoạt động của giới tài xế Uber. Ông Haddad cũng cho hay tài xế taxi đen phải được cấp giấy phép chính thức của thành phố và làm việc như một thầu độc lập. Vẫn theo ông thì kỳ hạn đấu giá giấy phép hoạt động sẽ được công bố trong vòng 2 tháng tới.